Quý vị biết không, hiện nay trên cả nước đang có hàng nghìn trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh và số lượng này đang ngày càng nhiều. Vâng, rất nhiều những trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên cả nước đang rất mong chờ sự chia sẻ giúp đỡ từ phía quý vị. Hãy soạn tin nhắn theo cú pháp TTCE gửi 1408. Với mỗi tin nhắn thì quý vị đã đóng góp 18.000 đồng để hỗ trợ mổ tim cho các em. Vâng, quý vị hãy nhớ soạn tin nhắn với cú pháp TTCE gửi 1408. Cảm ơn quý vị đã nhắn tin ủng hộ chương trình.